Xin kính chào bà con, lưới đánh cá ở đầu hôm nay xin giới thiệu với bà con lưới dù đơn. Lưới dù đơn này là lưới một lớp, không có lớp áo bên ngoài. Chiều cao của lưới là 1,5 m, chiều dài 300 m và kích thước lỗ lưới của nó là then 2,5 hay gọi là lỗ 5 phân. Dòng mắt lưới này là chuyên săn cá lóc. Hàng lưới này bắt cá lóc rất là hiệu quả như anh em trong miền Nam đang dùng. Còn ở miền Trung là bắt cá trầu, còn ở miền Bắc gọi là bắt cá quả hay cá chuối. Thì dòng lưới này thì thắt cũng như bình thường như các loại dòng lưới khác cao cấp. Đây là dòng lưới dù, thì đây là yêu cầu của một vị khách ở miền Trung. Thì là dòng lưới này đã đánh nổi, dòng lưới này đánh nổi, phao to và chân chì ở đây thì cũng không cần cầm cặp chì cho nặng cho lắm. Thằng cặp của lưới nổi này thì cặp bình thường. Còn nói về chất liệu của sợi lưới dù đây thì là đây, nỗ lưới đây, nỗ lưới của nó là then 2,5, là đút lóng hai ngón tay, lóng hai ngón tay. Lóng hai ngón tay. Còn chất liệu của sợi dù của nó là sợi rất là máng, sợi rất là máng, sợi của nó là khoáng sợi số 2. Đấy, nhìn thấy cái sợi dù nó máng, nó mịn, nó mượt, nó rất là tơ. Còn chân chì đấy, như nãy nói thì cũng không cần nặng nhiều lắm, tại vì đây là dòng đánh nổi, đánh kích. Thì là khi anh em răng cái lưới này, chủ yếu là dùng cái kích sục, sau đó là cá đâm vào lưới dính. Còn nói về cái chân chì cũng như là cái chân đầu phao thắt thì đây là dòng nước cước cào sợi bẹ xe. Đấy. Dòng cước này thắt thì nó thứ nhất là nó tạo lên một cái độ thở nhất định để tạo cho cái chân lưới cũng như chân phao nó không bị dính vào nhau, luôn luôn nó có tạo lên cái độ cong của cái chân. Đấy, đây như bà con thấy nó bông lên như này. Đấy, nó tạo lên cái độ bông, cái độ xù lên. Thì là nó sẽ chống được cái rối cũng như là chống được cái mắc ở chân chì cũng như là mắc ở đầu phao. Đấy. Đầu lưới này thì đi biên điếc đầy đủ cho bà con nhé.